Thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực y tế giáo dục. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ghi nhận một ca tử vong do bệnh dại. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh dại từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân là bà NTS, 69 tuổi, ngụ ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán. Theo kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, vào khoảng đầu tháng 5 năm 2024, gia đình bà S có mua một con chó phót lùng từ người bán chó dạo sinh sống trong khu vực huyện Định Quán. Gia đình nuôi nhốt cố định trong củi. Chó có biểu hiện hung dữ, cắn lồng củi và chui ra ngoài. Trong quá trình chăm sóc, cho ăn và sửa lồng củi, hai vợ chồng bà S bị chó cắn vào bàn tay, vị trí cắn không rõ. Sau 3 ngày, chó có dấu hiệu bỏ ăn, bị chết và được chế biến làm thực phẩm trong nhà vì bà S không biết chó bị bệnh dại. Do chủ quan, cả hai vợ chồng bà không tiêm vaccine phòng dại cũng như huyết thanh kháng dại. Ngày 27 tháng 6 năm 2024, bà S có dấu hiệu sốt, mệt mỏi, chán ăn, bần thần, dễ bị kích động. Người bệnh được đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, chẩn đoán rối loạn tâm thần. Đến ngày 29 tháng 6 năm 2024, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với biểu hiện sợ gió. Cuối ngày, bệnh nhân có thêm dấu hiệu nặng, xùi bọt mép, ngưng tim, ngưng thở, được cấp cứu và thở máy. Đến trưa nay, bệnh viện cho biết bệnh nhân đã tử vong do bệnh quá nặng. Kết quả xét nghiệm mẫu nước bọt của bệnh nhân tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy bệnh nhân dương tính với virus dại. Riêng chồng bà S sau khi đưa vợ vào bệnh viện đã tiêm vaccine và kháng huyết thanh dại vào chiều ngày 1 tháng 7 năm 2024.